Hello, xin chào các bạn, vẫn là Tí đây. Và ngày hôm nay, có cái sự gấp gáp này mà Ad cảm thấy nếu không chia sẻ nhanh với các bạn thì e rằng cái nịt cũng chả còn. Vậy nên, không dám dài dòng văn tự, Ad xin được chốt nhanh và gọn với các bạn về những thứ bán không ai mua, vứt không ai nhặt ở Việt Nam nhưng lại có giá chọc trời ở nước ngoài. Xem xong video ngày hôm nay, nhà ai có nhớ phải che chắn thật kỹ nha. Thời tới rồi, làm giàu không khó là có thật đấy các bạn ạ. Ai tò mò thì like với share video điểm danh ủng hộ Ad cái để lấy sức kẻ lẻ các bạn nhé. Ten 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 ten. Đây, các bạn ơi, thân và lá chuối. Quả cực phẩm này ở Việt Nam ta có cái tên thần thánh là thức ăn chăn nuôi. Thế nhưng ở Nhật, nó lại là mặt hàng sang xịn mịn được bày bán trên Amazon với giá cắt cổ các bạn ạ. Ở Việt Nam, thứ giá trị nhất là cây chuối và quả chuối, nhưng giá trị nhất thì cũng có giá rất rẻ. Ở các vùng quê, cây chuối không mất công chăm sóc hay bỏ tiền mua phân bón, thuê nhân công, vân vân mây mây gì cả, nên giá cứ phải gọi là đội đáy luôn. Hơn nữa, sau khi thu hoạch buồng chuối xong thì phần thân chuối và lá chuối sẽ bỏ đi hoặc băm làm thức ăn cho bò, gà, lợn, vịt để chúng ăn cho mát ruột, nhanh lớn còn được lên mâm. Nice. Thế mà trong khi đó, một khúc thân chuối có chiều dài khoảng 10cm được bày bán trong siêu thị Nhật với giá 1.400 yên Nhật, tương đương với 280.000 đồng. Rồi thì lá chuối cũng được giao bán cắt cổ trên trang Amazon Nhật Bản với giá 2.280 yên, tương đương khoảng 500.000 đồng. Mua càng nhiều, giá bán càng rẻ. Mua 3 lá, giá chỉ khoảng 760.000 đồng. Và nếu mua 5 chiếc lá chuối, thì giá chỉ còn lại 1.160.000 đồng. What the hell? Uầy! Không xem không biết thế gian, xem rồi mới biết thế gian nhiều tiền, anh em nha. Thế này phải về mách mẹ, là mấy con thị bò với thị gà nhà mình đang ăn vàng rồi đó. Cuộc đời thật lắm chéo ngoe mà. Cây bèo tây. Cực phẩm thứ hai của chúng ta mang tên bèo tây. Tên là bèo tây, nhưng nó là bèo ta nha các bạn. Là bèo Việt Nam đấy ạ, chứ bên Tây không có bèo. Bạn nào ở quê chắc không còn lạ gì con bèo ướn ẹo này đâu nhỉ. Ngày xưa có ai chọn những con bèo bụng nở chân thon, xong rồi đem tước cái lá bèo thành cái sợi tóc, xong thì tạo dáng cho thân bèo như Ad không? Ôi, một thời tuổi trẻ nay còn đâu. Giờ thấy bèo mà xông vào nghịch để hồi tưởng tuổi thơ thì người ta lại bảo trẻ danh như kia, bảo sao mãi chả có người yêu. À quên, quay lại vấn đề chính. Ở Việt Nam, cây bèo tây dễ dàng bắt gặp ở các hồ nước, ao nước và thường được dùng làm thức ăn cho cá, gà hoặc heo. Thậm chí, có địa phương còn chi tới gần tỷ đồng chỉ để vớt hết bèo tây ở một đầm chỉ vì nó ảnh hưởng đến sinh thái. Ôi, nhưng đời đâu biết chữ ngờ khi loài cây này chu du sang Nhật Bản lại được nâng cấp giá trị. Không chỉ để béo lợn với gà đâu, nó được bày bán với cái giá không tưởng là 16.000 đồng trên một cây nhỏ. Uầy, bèo dại ở Việt Nam mà sang trời Tây sao lại đắt thế nhỉ? À, đây rồi các bạn, lý do là đây. Ở Nhật Bản, người dân thường xuyên mua bèo Tây trong siêu thị về ăn, làm gỏi, chữa bệnh hoặc dùng để lọc nước. Đặc biệt, cây bèo Tây được phát hiện ra có công dụng rất tốt khi đắp vết thương, mụn nhọt, giảm sưng tấy, chống viêm hiệu quả. Bảo sao, thật đặc biệt khi là một loài cây dại ở Việt Nam lại có nhiều công dụng đến như vậy. Thế mà mình không biết nhỉ, nếu xưa mình biết bèo này xin đến thế, thì có lẽ bây giờ mình giàu to rồi anh em ạ. À. Lá tía tô xanh. Chắc hẳn ai ai cũng biết công dụng tuyệt vời trong nấu ăn hay phòng và điều trị cảm cúm bằng lá tía tô đúng không? Vì có tác dụng tốt, lại rất dễ trồng, có thể mọc bờ, mọc bụi, nên ở Việt Nam, vườn nhà ai cũng phải có 1 đến 2 cây để dùng. Nhà nào không có, cứ chạy sang hàng xóm ăn xin là có ngay. Ấy thế mà, lá tía tô xanh khi được xuất khẩu sang Nhật Bản lại có giá ngất con bà ngưỡng các bạn ạ. À. Các bạn không thể ngờ được đâu,
một cái lá thôi đã có giá dao động khoảng 500 đến 700 đồng rồi đấy. Tính ra, với 1 ha trồng loại cây này sẽ cho ra 17 đến 18 triệu chiếc lá, đồng nghĩa với việc bạn sẽ thu về khoảng 2,5 tỷ đồng trong tay. Các bạn biết Ad định nói gì tiếp theo đúng không? Ngay và luôn đi các bạn, kín cổng cao tường, kẻo cái vụn rễ cũng chả còn đâu nhé. Hạt mít. Và đây, hạt mít. Cái loại hạt nghe nhắc thôi là nhiều người nghĩ ngay đến những hoàn cảnh xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Oh, hell no. Ở Việt Nam, hạt mít đôi khi chỉ được xem là một món ăn vặt, kiểu bỏ thì tiếc, mà ăn thì khổ. Hạt mít có thể luộc, rang, tuy nhiên, mặt hàng này chưa bao giờ được bày bán ở chợ Việt. Thế nhưng, cực kỳ là kỳ cục khi mà ở Nhật Bản, hạt mít được người Nhật đóng gói trong bao bì vô cùng cẩn thận, còn được bày bán trong siêu thị sang chảnh bậc nhất. Đặc biệt, ở thị trường này, hạt mít luộc thuộc hàng những sản phẩm quý hiếm, có giá đắt đỏ lên đến 200.000 đồng trên cân cơ đấy các bạn ạ. Sở dĩ ở nước ngoài hạt mít có giá trị cao như vậy là bởi vì người Nhật nhận ra những giá trị dinh dưỡng quý báu của hạt mít. Bởi vì, theo các chuyên gia, hạt mít chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như tinh bột, protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Một nghiên cứu trên ống nghiệm gần đây cho thấy, chiết xuất hạt mít làm giảm sự hình thành các mạch máu ung thư tới 61%. Bên cạnh đó, hạt mít giúp duy trì thị lực tốt vì chúng chứa vitamin A, và hạt mít cũng là một nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. Hơn nữa, trong hạt mít chứa nhiều protein và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và cải thiện làn da và mái tóc nữa. Một cái hạt mít bé tí tẹo tèo tèo vậy thôi mà lại chứa đủ thứ dinh dưỡng các bạn ạ. Lần sau ăn mít, có khi phải giấu hạt vào túi quần để dùng dần, kẻo nó đắt hơn vàng, lại không có tiền mua các bạn ạ. Chổi đót. Ôi, cái kỷ niệm lằn mông của ai đây thì vào nhận đi này. Cứ giơ tay lên đi, đừng ngại. Chổi đót là vật dụng quá quen thuộc với nhiều gia đình Việt rồi các bạn nhí. Và thường thì ở Việt Nam, chổi đót có giá trị vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, chổi sốt đã bay sang Nhật để chứng minh mình cao sang. Và trời không phụ lòng chổi, nó đang được người ta bế về nhà với giá khoảng 18,99 USD, tương đương với 440.000 đồng từ trên sàn Amazon Mỹ đấy các bạn ạ. Chưa hết, kinh khủng hơn là nó theo phù thủy vào Hàn Quốc để được phù phép với giá bản thân lên tới 76.200 won, tức là gần 1,6 triệu đồng cơ đấy các bạn ạ. Quá khủng khiếp, đấy nhé, chổi nó cao sang thế mà, sau có được đánh vào mông thì cũng mở miệng ra tươi cười lên anh em nhé, yêu ái lắm đấy. Why are you crying? Bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh cũng là món đặc sản Việt Nam được ưa chuộng trên sàn Amazon tại Mỹ đấy các bạn ạ. Ở Việt Nam, một hộp bánh đậu xanh có trọng lượng 450 gram được giao bán chỉ khoảng 40.000 đồng. Thế nhưng, ở Mỹ nó lại có giá cao ngất, đôi khi lên tới 28,99 USD, tương đương với hơn 670.000 đồng, một hộp 410 gram. Hơn nữa, nó còn được ưu ái trở thành sản phẩm được khuyến nghị trong danh mục Đồ ăn vặt Việt Nam của Amazon và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. Thế này thì, từ mai tích cực ăn bánh đậu xanh nha các bạn. Ở mình quá rẻ mà, tội gì không ăn. Lỡ mấy nữa dòng đời xô đẩy, mình phải chuyển qua Mỹ sống, thì lại phải ăn bánh đậu rát vàng thế kìa. Nha! Yeah. Quả vải thiều. Chắc ai cũng nghe danh vải thiều Việt Nam, nổi tiếng thế giới rồi đúng không? Nhưng nổi tiếng là một chuyện, còn cái giá trên trời của nó lại là một chuyện cực kỳ khác các bạn ạ. Trong khi ở Việt Nam, vải thiều là loại quả có giá quá ư là bình dân, chỉ vài chục nghìn một cân, tận mấy chục quả. Thế mà tại Nhật Bản, một khay chỉ vỏn vẹn gồm 12 quả, có giá lên tới 1.980 yên, tức là hơn 400.000 đồng các bạn ạ. Quá sốc cho một cuộc tình các bạn nhỉ? May mắn quá mình ở Việt Nam, nên cái sự ham ăn của mình cũng được Việt Nam yêu thương, chiều chuộng. Chứ mà ở Nhật Bản thì chỉ có...
Nhờ in nhìn nặng nhìn. Thôi các bạn ạ. Mũ cối nón lá. Các bạn biết không, nón lá truyền thống cũng là sản phẩm Việt Nam được ưa chuộng trên các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Tại Mỹ, nón lá Việt được giao bán rầm rộ trên Amazon với công dụng đội để múa và nhảy, và nó cũng nhận được nhiều câu hỏi quan tâm cũng như gây ấn tượng tốt với khách hàng. Nhưng điều khiến người ta giật mình thảng thốt đó là nó được bán với mức giá cao ngất trời, lên tới 46,99 USD, tức là hơn 1 triệu đồng một chiếc cơ đấy các bạn ạ. Quá kinh khủng, đắt gấp 100 lần giá nón ở Việt Nam mình lận. Còn tại Nhật Bản, nón lá có mặt trên Amazon với giá 2.450 yên, tương đương với gần 550.000 đồng. Ô là trời, bảo sao khách quốc tế sang Việt Nam du lịch, ai ai cũng mua nón xách về, vì rẻ quá mà các bạn nhỉ. Bên cạnh nón lá, mũ cối Việt Nam cũng xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài. Mũ cối có giá khoảng 24 USD, hơn 550.000 đồng trên Amazon Mỹ và 2.480 yên, hơn 550.000 đồng trên Amazon Nhật. Sản phẩm này nhận được nhiều đánh giá 5 sao từ người dùng nước ngoài. Nhiều người chọn mua mũ cối để làm kỷ niệm. Ôi dồi ôi, thế này có khi chuyển qua học nghề làm nón với mũ cối để sang nước ngoài kiếm ăn các bạn ạ. Hời quá, hời quá. Cao sao vàng. Cao bôi quốc dân đây rồi anh em. Ôi, nhớ cái mùi thơm nước mũi ngày xưa bà hay bôi cho mình. Ở Việt Nam, cao sao vàng là một sản phẩm quen thuộc với tất cả người dân, được bán với giá khoảng 5.000 đồng một hộp. Tuy nhiên, tại số sàn thương mại điện tử quốc tế, sản phẩm này bất ngờ được nhiều người tìm mua với giá khiến các bạn phải tròn mắt đấy. Cụ thể, tại sàn thương mại điện tử Amazon, cao sao vàng được bán với giá 1.200 yên, tương đương với 249.000 đồng cho một hộp. Trong khi đó, ở Hàn Quốc, cao sao vàng được bán với giá lên tới 71.900 won, tức là 1,4 triệu đồng cho một hộp nhỏ xíu kia đấy các bạn. Ghê chưa, ghê chưa? Mà ép thấy giờ ở Việt Nam ít nơi bán quá nhỉ, nhiều khi tìm hoài không mua được luôn á. Đúng là đã quý lại còn hiếm, ở Việt Nam còn thế, ở nước ngoài nó đắt vậy là đúng các bạn nhỉ. Từ nay, đừng ông bà nào stress cho sâu rồi bôi vô tội vạ cho nhanh hết để mua hộp mới nữa nhé. Đắt lắm kìa kìa. Và đây là những thứ bình thường của Việt Nam nhưng vi diệu với thế giới mà ép tổng hợp được. Hy vọng sau video này, các bạn sẽ học được tinh thần giữ của. Bởi bất kể cái gì cũng đều có khả năng biến thành vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ ép nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.